bằng dừa đẹp chứ nhỉ. Ừ, đẹp kìa. Anh Quang đâu rồi? Đứng đây. Mốt đâu rồi? Chị đây. Tháo cái mú ra. Ngay cho vào luôn. Ngay vào cho vào luôn. Mốt nhà rồi được giúp nhà lo gì. Bác đứng ngoài chán đây cho em. Đấy. Anh chú ý tới rồi, thì chung vào đi. Chắc đấy cái đầu chùa kìa, đấy. Nóng quá. Nam Du bấy gọi đấy. Bác lên tí đi, lên. Rồi, đúng rồi. Rồi, bây giờ bác đứng quay mặt hướng Việt đi. Quay, đấy. Đấy. Từ từ chạy từ từ đấy. Để em bấm cho cái bác này cái. Chị muốn mấy con nóc đầu đùa hả chị? Chụp đi sau anh đó nha. Rồi. Ok. Chụp ống gì vậy? À, 85 mà không dám lắm. Đâu, đây. Chị muốn lấy chỗ nào? Muốn lấy ngay đầu đùa không? Chị đứng ở đi. Nữ thì nữ tính chút xíu cho nghịch hoa lâu rồi chứ. Nhìn thấy không hay là được sắc? Không, thấy mà chị. Thả nha. Nó ghi đơ, nó hơi vượt sáng chút không chị? Ngược, ngược, ngược. Ừ, nó có cái mấy cái nhà chòi. Đi qua đây nè, chị góc này chị chụp lên xuống nè. Okay.
Cái gì? Thôi đi đi bà con ơi. Rồi đi đi đi. Bà con ơi giờ chụp chung cái không? Ừ đấy, cho nhìn đi, này chụp dậy ra. Phải chú chụp chung phải đặt cái chân ở đây xong này hẹn giờ. Long ơi chụp chung cái Long ơi, đứng đứng nè, chụp chữ này nè, đúng rồi. Bỏ nó ra. Lấy cái chân ra hẹn giờ cũng được không? Cái chân cái trong như bó chụp. Hai người. Diễn đi. Diễn đi. Trời ơi nắng trong xanh luôn. Thế bạn chỉ bỏ xuống đi chứ đừng có cầm cái máy. Ừ đúng rồi. Giúp cây ra, giúp chân chân đi. Ok đi rồi. Rồi chân đi này. Trời ơi chân đi, chân đi. Ở đây là một cái góc view nhìn về khu bãi tắm đất đỏ bãi thứ ba trong khu nhìn về đây là Mỹ và Hồng Hàng và kế xa đó là hai hải lý nó mình sẽ là dắt quá. Bà đi bác ơi, bà đi bấm nút chưa? Đây rồi, đây rồi. Thôi vô đi, tránh đường vô đi. Vô đi mọi người ơi. Vô mọi người vô. Vô đi. Đâu rồi, vào đây. Nhi đâu, Thủy đâu? Thủy Hạnh đâu? Có cái thân em đây. Cùng bạn bè đây. Mời các bạn hãy vào đi. Gia đình Khang ngồi trước luôn. Đây, ngồi trước luôn. Ngồi đi. Trước, cho bé vô giữa luôn. Gia đình Thúy Hải. Chị Thúy ngồi luôn. Vô. Vô đây em nè. Thôi đây, anh cứ đứng đây em. Rộng quá, hơi rộng quá. Ừ. Kệ đó ha. Lấy thứ tự kệ thôi, sắp cắt sau. Ép lại đi. Dạ, không sao, cắt đi. Cái máy này anh quen quá chỉnh. Cái Nikon này không quen đâu nha. Không quen đâu. Không quen thì vào chỗ đứng. Không quen vào chỗ cho cái khách chính. Chị bắp ngồi ở dưới. Đấy, ngồi xuống. Thiếu Nhi. Đây. Đây để chỗ cho anh. Rồi, đây là lùi vào đây. Được chưa? Không, cái góc này rộng không? Quá rộng con. Quá rộng. Đây, bóp nhiều. Có được không anh Sơn? Hai ngàn rồi xong rồi. Căng thẳng quá. Bởi mai người đó quen chỉnh thì nó hay hơn. Đừng thiếu thành viên là được nha. Được rồi, chỉnh giờ rồi anh. Chỉnh giờ chưa? Rồi. Mấy giây để con cắt ạ? 10 giây. Chuẩn mà. Từ từ nha, chạy nhanh chân anh cắm chân máy đây. Chạy. Nhảy sao ạ? Bỏ nón bảo hiểm coi đi trời. Rồi. Bỏ nón. Nó rồi mà. Thôi mấy người yên đi, tao chụp máy tôi chứ anh. Đúng rồi. Ủa, không chấp đèn. Không có được. À được rồi, cười đi bạn ơi. Đây. Đứng yên, đứng yên. Đứng yên thế này, anh. Luôn. Nghe mà cả nghe tiếng nó chụp. Có hình mà phải không? Có đúng không? Méo lắm. Cái này méo hello. Đang học dâm lại mà anh sao mà chung khổ. Rồi xong rồi, cú bê nè.
2 giây nghe. Chạy. Chả nghe được gì cả, chả gì chưa được sao. Anh bấm rồi á. Để cho chính chủ đi, để cho chính chủ xử lý đi. Anh cứ bấm thêm một cái xem là đứng nhìn xem là có được không à. Chưa được. Bao nhiêu giây? Chưa được cái nào? Nó chưa chập luôn. Trời ơi, giờ. Thôi, để cho chính chủ đi, bác vào đi. Rồi, một cái ba, một nghiêm túc, cười lại. Bác mình ấy. Nó mới chập đó. Ôi, đừng mất cái đấy chẳng chưa. Đúng rồi, chụp lại. Đây, chưa cho chị, chụp lại của chị đi. Mình ngồi xuống. Đây, 20 giây rồi. Cứ ngồi. Ngồi kiểu mấy giây chị? Không biết. Rất thẳng nhá. Rất bất cần đó. Cứ cười trong 10 giây. Máy mình sắp đớp không biết được. 4, 5, 6, 15, 7, 25, 29, 35, 40, 45, 50. Thôi, 55, 60. Thôi, khó quá, bỏ đi. Thôi, đi nắng lắm rồi đấy. Đứng mà muốn móng luôn à. Được thế nào? Đang đợi nóng màu.